sao đâu cô. Cô cứ cầm đi. Con tuy là nghèo thiệt, nhưng mà con có sức khỏe, chịu cực làm một chút là có ăn thôi. Vậy nha, cô đừng có ngại. Còn nếu như mà cô ngại á, thì cô cứ coi như là con cho cô mượn, khi nào cô có thì cô trả lại con. À, còn nếu như mà cô chưa có chỗ nào để đi á, thì cô cứ ở lại đây. Cậu thiệt là tốt bụng. Vậy thì tôi xin nhận số bạc này. Tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu nhiều hơn như vậy nữa. Có phải cậu thích vẽ lắm phải không? Sao cô lại biết? Thì tôi đoán vậy thôi. Tôi có cái này gửi cho cậu nè. Đây, coi như tôi cảm ơn lòng tốt của cậu. Cậu về vẽ sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Tuy nhiên bút và giấy này chỉ sử dụng được 3 lần thôi. Cậu phải sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, và đừng khoe khoang với ai hết. Chúc cậu gặp nhiều may mắn. Nhưng mà... Ủa? Cô ơi! Cô ơi cô! Cô ơi! Cô đâu rồi? Kỳ lạ thiệt ta! Không lẽ mình nằm mơ? Mà nếu như nằm mơ thì làm sao mà có cây bút với tờ giấy được? Cậu về vẽ sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Tuy nhiên bút và giấy này chỉ sử dụng được 3 lần thôi. Cậu phải sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, và đừng khoe khoang với ai hết. Chúc cậu gặp nhiều may mắn. Vẽ được 3 lần là sao ta? Trong khi chỉ có 1 tờ giấy à. Mà thôi, cứ vẽ thử coi sao, đâu có mất mát gì đâu. Để vẽ thử coi nè. Mà bây giờ vẽ gì ta? Cái gì mà mình thích nhất đây? Ta biết rồi. Bao nhiêu lâu nay mình dành dụm chỉ mong muốn có được một con heo như vậy, nhưng mà vẫn chưa được. Nếu như mình có được một con heo như vậy, mình sẽ cho nó ăn thiệt no, chăm sóc nó thiệt tốt. Hy vọng ít lâu sau nó sẽ cho mình một đàn heo. Rồi từ đàn heo này mình sẽ nhân giống lên thêm nhiều đàn heo khác nữa. Để tìm chỗ treo nó lên. Mình không có heo thiệt thì mình ngắm nó cho đỡ buồn cũng được mà. Sao lại có con heo ở đây? Heo nhà ai đi lạc qua vậy cả? Ủa? Sao nhìn kỹ giống y chang như con heo mình vẽ tối qua vậy?
sao? Sao tấm tranh trống không rồi? Con heo mình vẽ đâu? Đây, coi như tôi cảm ơn lòng tốt của cậu. Cậu về vẽ sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Không lẽ đây chính là điều kỳ diệu mà người đó đã nói với mình? Heo ơi, ngoan, từ đây á mày ở đây với tao luôn nha. Nhà của tao tuy nghèo nhưng mà tao hứa với mày, tao không có để cho mày nhịn đói bữa nào đâu. Con không biết người là ai, nhưng mà con vô cùng cảm ơn lòng tốt của người đã ban cho con món quà kỳ diệu này. Con hứa là sẽ chăm sóc con heo thiệt tốt. Con hứa con sẽ dùng cây bút thần này đúng nơi đúng chỗ. Nè, ở nhà ngoan nha, tao đi làm đó. Ăn đi, chắc là đói lắm rồi đúng không? Ơi, ngoan nha. Nè, chạy đâu đó? Mày á là nhất trên đời rồi đó nha. Tao còn lâu mới được như mày á. Bởi vậy á, mày phải mau lớn rồi sanh con đẻ cái cho lẹ lên biết chưa. Lúc đó tao sẽ cho anh Năm một con, chú Tư một con, dì Ba một con. Còn lại tao sẽ ráng nuôi. Tao sẽ gây dựng thành một đàn heo thiệt là nhiều. Sau đó tao sẽ cho trong xóm mỗi người một con luôn. Lúc đó tao sẽ ở nhà chăn nuôi, tao sẽ chăm mày, không phải đi làm công cho ông bá hộ nữa. Mà mọi người trong xóm cũng sẽ có thêm một nghề, đỡ phải phụ thuộc vào ông bá hộ. Rồi mọi người sẽ đỡ cực hơn. Nó dám nói. Rồi đây, nó và mọi người trong xóm không ai đi làm cho ông nữa. Cái thằng thấy vậy mà ghê thiệt. Mới có một con heo thôi mà nó đã lên mặt như vậy rồi. Ông coi sao á, chứ con thấy nó làm như vậy á là không có ông ra gì hết. Nó mới có một con heo thôi mà dám lên mặt với tao hả? Tài đâu? Tài! Anh Tài! Tài! Anh Tài! Mày mau ra đi tao biểu! Tài! Ủa? Ông bá hộ? Ông tới đây kiếm tôi có chuyện gì không? Hứ! Còn chuyện gì nữa hả? Con heo của tao tại sao mày dám ăn cắp? Ông, tôi ăn cắp con heo ông hồi nào? Mày á, đã ăn cắp con heo, chứng cứ rõ ràng như vậy nè. Mà còn cãi nữa hả? Hả? Hả mày? Con heo này nó là của tôi, ông nói gì kỳ vậy? Cái gì? Con heo đừng có mày.
Mày làm gì dư đồng cắt bạc nào mình mua nổi con heo? Với lại nè, tao đã hỏi đầu trên xóm dưới rồi, không ai bán con heo cho mày hết. Ờ thì tôi không có mua, nhưng mà nó là của tôi. À, thấy chưa, nó ấp úng ấp úng kìa. Cái gì? Mày không mua mà con heo này là của mày hả? Mày nói chuyện vô lý quá. Nó nói chuyện vô lý đúng không? Mày nói chuyện vô lý như vậy mà mày cũng nói được hả? Nó không mua mà nó có được thì chỉ có ăn cắp thôi đó ông. Đúng rồi, mày có ăn cắp thì mới có con heo. Con heo này nó ở chuồng heo nhà tao đó, mày ăn cắp nó đó. Đêm qua con heo tao bị mất, ai ăn cắp chính là mày ăn cắp rồi. Ông nói như vậy là không đúng. Con heo này nó đã ở đây với tôi 3 ngày rồi. Ông nói ông mất cắp hôm qua. Sai rồi. 3 ngày rồi, tao tính 3 ngày rồi. Mình bị mất 3 ngày rồi. 3 ngày rồi, tao nhớ lộn. Tao quên thôi. 3 ngày rồi, con heo này chính là của tao. Còn mày á, mà nếu mày nói con heo là của mày á, thì mày chứng minh đi. Mày chứng minh nó là của mày đi. Ở đâu ra mày có? Mày nói tao nghe coi, ở đâu ra mày có? Hả? Ở đâu mày có? Đâu vậy? Đúng rồi. Mày ấp úng trả lời không được chứ gì. Vậy là mày chỉ là thằng ăn cắp thôi. Không nói nhiều nữa, tụi bay qua bắt heo về cho ông. Không được, không có được bắt. Bắt heo đi, bắt heo đi. Buông ra. Thở ra. Con kìa, con kìa. Con heo trời. Trời, mày ngu quá. Một thằng ôm heo, còn một thằng thì ôm nó. Mày hiểu chưa? Dạ, dạ, dạ. Chạy đi. Giữ chặt nó. Trời ơi, mày đứng đây chi? Mày qua phủ nó lẹ lên. Qua phủ nó nhanh. Thằng kia, mẹ con heo gì à? Dạ, dạ, dạ. Dạ, xong rồi. Ông đứng lại. Cái gì? Ông là đồ ăn cướp. Trả con heo lại cho tôi. Ông là đồ ăn cắp. Cái gì? Trời ơi, mày ăn cắp mày còn nói tao ăn cướp hả? Trời đất ơi, trời đất ơi, quánh nó cho tao. Dạ. Quánh nó cho tao. Dạ. Quánh nó. Đánh nó nhiều đó được rồi. Mày đánh nó chết hả? Đi Hồng Quan thì sao? Được rồi. Dạ. Về. Dạ. Dạ. Đem con heo về mày. Liễu hồn mày. Dễ dễ dễ. Đứng lại. Được con heo. Đứng lại. Nè, mày tới đây làm gì? Tính chôm chĩa gì nữa hả? Anh Tuấn, cho tôi gặp ông bá hộ đi anh Tuấn. Ông tao đi ăn dỗ rồi. Mà ông tao có ở nhà cũng không có tiếp cái bản mặt của mày đâu. Đi về đi. Không, tôi không có về đâu. Trả con heo lại cho tôi thì tôi mới về. Hôm bữa là mày ăn đòi chưa đã hay sao? Mà bữa nay mày dám tới đây để mà mày đòi con heo. Nhưng mà con heo đó là của tôi. Trả lại cho tôi đi. Làm gì còn con heo nào nữa mà trả. Anh nói vậy là sao? Thì ông bá hổ ăn thịt con heo rồi. Cái gì? Ông có cho tao ăn ké vài miếng. Trời ơi, thịt nó thơm mà nó ngon. Tại sao ăn thịt con heo của tôi? Tao đâm mày một trận luôn bây giờ. Nè, mày muốn tìm con heo của mày hả? Đi ra chỗ tảng đá kìa. Tao đổ đồ dư ở ngoài đó đó. Mày ra coi thử còn gì dư mày hút lên mày ăn đi. Nè, anh Tuấn, anh đứng lại cho tôi. Tôi chưa nói chuyện với anh xong mà. Anh Tuấn. Không lẽ lời hắn nói là thật? Không lẽ ông bá hộ ăn thịt con heo mình thiệt rồi sao? Coi như là tao với mày đã hết duyên, nhưng vẫn còn chút tình chút nghĩa. Mấy hôm nay nhờ có mày nên tao vui lắm. Bây giờ
mày chỉ còn có cái đuôi này thôi. Nhưng tao cũng không nỡ để mày nằm ở đây đâu. Tao sẽ đem cái đuôi này về nhà tao chôn, cho mày được ấm lòng nha heo. Nè cô lấy đi, con mới nhổ đó. Để tôi ngon coi lắm. Nè dạ. Cô có biết con bé Thiên Kiều không? Dạ biết chứ. Con bé Thiên Kiều là con của thầy Lý mà. Nghe nói tội nghiệp lắm, nghe nói đang bệnh nặng. Ủa bà, bà nói như vậy là sao hả bà? Ủa Tài, con hả? Nè, con bé Thiên Kiều hôm trước mình gặp đó, con có nhớ không? Dạ con nhớ chứ. Nhưng mà cô ấy bị sao vậy bà? Nghe nói á, cổ tự nhiên lâm bệnh nặng. Cha cổ đã chạy chữa khắp nơi hết mà không có chẩn ra bệnh. Giờ đang nằm chờ chết đó con. Thiệt vậy hả bà? Ừ. Nhưng mà tôi thấy cổ đang khỏe mạnh mà. Thiệt đó Tài. Mà nghe nói là không thầy nào tìm ra bệnh á, tội nghiệp ghê. Mà nghe nói á, bây giờ cổ đang nằm hôn mê, chỉ chờ chết thôi. Chị có biết nhà của cô ấy ở đâu không? Biết. Mày đi tới xóm trên á, thì từ ngã ba đi thêm chừng chục căn nhà là thấy. Còn nếu mà không biết á, thì hỏi nhà thầy Lý, ai cũng biết hết trơn á. Tôi cảm ơn chị. Không có gì, đi đi. Lấy cho tôi mấy củ sắn này đi.